Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1.000 vở bài tập môn toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra, trang số 85 nào. Rồi chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta yêu cầu là đặt, tính, rồi tính. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta chỉ việc là gì? Đặt các cái phép tính thôi, đúng không? Đó. Bây giờ thầy sẽ thực hiện cái phép tính thứ nhất này. 421 cộng 376 này. 4 này. Này, 4 này, 2, 1 này, cộng bao nhiêu? 3, 7, 6, 3, 7, 6. Rồi, như vậy đây có hai cái phép tính, thì thầy cũng sẽ kẻ luôn cả hai phép nhé. Để tí nữa sang cái phần kia chúng ta không phải kẻ nữa. Rồi. Ta cộng. Nhớ là cộng ở đây thì chúng ta sẽ cộng từ đâu? Từ bên phải sang bên trái. Và cộng từ gì? Từ hàng đơn vị này. 1 cộng với 6 thì bằng 7 nè. Được chưa? 2 cộng với 7 thì bằng 9 nè. Và 4 cộng 3 bằng 7. Như vậy đây sẽ được là 7, 9, 7. Được chưa? Rồi sang phép tính thứ 2 nè. 1, 0, 7 cộng với 90 mấy? 92. 92 nè. 7 cộng với 2 thì bằng 9 nè. 0 cộng với 9 thì bằng 9 nè. Và 1 này không có cộng, ta hạ 1. Như vậy kết quả sẽ là bao nhiêu? 199 nhé. Rồi, ta sang bài tiếp theo. Hai phép tính 357 cộng với 230. 3 này, 5 này, 7 này. Cộng với 230 này. 230. Rồi, có hai phép tính thì thầy cũng sẽ kẻ luôn cả hai cái phép tính này. Được chưa? 7 cộng với 0 thì bằng mấy? Bằng 7 nha. 7 cộng 0 bằng 7. 5 cộng với 3 thì bằng 8. Và 3 cộng với 2 thì bằng 5. Được chưa? Rồi sang phép tính tiếp theo. 5. Đây chỉ có 5 đơn vị nha các em. Cộng với nè 673. Đấy, nhớ ở đây nè. 6 7 nha. 3. Đấy, chú ý nha. Vậy thì 5 cộng với 3 thì bằng mấy? Bằng 8 nè. 7 nè, hạ 7 nè. 6 hạ 6. Kết quả của mình là 678. Rồi, sang bài số 2. Thì yêu cầu tính nhẩm rồi viết các kết quả vào chỗ chấm cho thích hợp. Đấy, như vậy ở đây, câu A này, 100 cộng với 300 này, các em chỉ cần nhẩm mấy? 1 cộng với 3. Như vậy 1 cộng với 3 thì bằng 4. 4 gì? 400. 200 cộng 600 thì 2 cộng 6 là 800. 400 cộng 200. À, như vậy thì 400 mà cộng với 200 thì là mấy? 6 gì? 600. Vậy thì ba cái số này mình sẽ điền theo thứ tự nè. Số nào là bé nhất? À, như vậy thì 400. Đúng không? 4, 8, 6 này thì các em sẽ là 4, 6, 6, 8 này. 400 này sẽ là số bé nhất nè. Tiếp theo sẽ đến 6, 600. Và lớn nhất ở đây sẽ là số 8 gì? 800. Đấy, nhớ đây dấu lớn hơn đúng không? Rồi, tương tự như vậy câu B này.
800 cộng với 100, vậy thì 8 cộng 1 là 9 thôi. Dễ như ăn kèm. 300 cộng 200, 3 cộng 2 sẽ bằng 5. Được chưa? 400 cộng 300, 4 cộng 3 là 7. Xong chưa? Vậy giờ mình sắp xếp ba cái số này, 9 này, 5 này, 7 này, theo thứ tự ở đây lại là gì? Lớn đến bé này. Vậy thì 9 sẽ là gì? Lớn nhất. Nên là 900 đến 7, 700. 700 rồi đến 5, 500. Xong chưa? Quá đơn giản đúng không nào? Rồi, sang bài số 3. Người ta yêu cầu câu A là tính. Như vậy ở đây có một chú chuột Mickey đúng không? Đấy, ở trên chú chuột này có rất là nhiều những quả bóng này. Và trên các quả bóng này có các phép tính thì yêu cầu chúng ta phải gì? Thực hiện các phép tính này. Ta sẽ thực hiện nhé. Từ trên này xuống đi. 1 cộng với 4 thì bằng mấy nhỉ? 5 này. 2 cộng 1 là 3. 4 cộng 2 thì bằng 6. Được chưa? 0 cộng với 1 thì bằng 1. 3 cộng 2 bằng 5. 2 cộng 5 thì bằng 7. Được chưa các em? Đấy, các em tự cộng nhé. 6 cộng 3 thì bằng 9. 0 cộng 5 bằng 5. 2 hạ, hạ 2. Rồi, 4 cộng 2 bằng 6. 3 cộng với 5 thì bằng 8. 2 cộng với 1 thì sẽ bằng 3. 100 cộng 300 này. 0 cộng 0 là 0 này. 0 cộng với 0 là 0 này. 1 cộng với 3 thì bằng 4. Được chưa? Rồi, 320 cộng 200 cũng như vậy này. 0 này. 2 cộng với 0 thì bằng 2. Và 3 cộng 2 thì bằng 5. Rồi, 150 cộng 28. 0 cộng 8 là 8. 5 cộng 2 là 7. 1 không cộng chúng ta hạ hạ 1. 4 cộng với 2 thì bằng 6. 0 cộng 0 là 0. 3 cộng 3 là 6. Như vậy đây là 606. Rồi, vậy mình đã hoàn thành câu A, thực hiện các phép tính xong. Giờ đến câu B. Tô màu này. Các quả bóng có tổng bé hơn 500 sẽ tô màu vàng. Và quả bóng nào lớn hơn 500 thì tô màu xanh lá cây. Đấy, như vậy chúng ta nhìn ở đây. Trước hết ta cứ tô màu vàng trước đi. Ta chọn màu vàng nhá. Màu vàng thì tổng là bé hơn số 500, tức là gì? Cái số chúng ta cộng được này này mà nó bé hơn số 500 thì chúng ta sẽ tô nó màu vàng. Số này lớn hơn này, lớn hơn này. Đây, bé hơn 500 đây, chúng ta sẽ tô cho nó màu vàng nhá. Đấy, các em lấy cái màu sáp hay là màu màu nước gì đó chúng ta tô cho nó đẹp. Ở đây thì thầy tô nó sẽ hơi lem. Đây, 400 này cũng bé hơn 500 đúng không? Đấy, ta sẽ tô cho nó màu màu vàng. Quan trọng là các em phải xác định số nào, tổng nào đó bé hơn 500 và tổng nào lớn hơn. Đây, này cũng bé hơn này. 386 thì phải bé hơn 500 đúng không? Rồi, còn nữa không? Đây, số 178 đây nè, bé hơn 500 nữa kìa. Đấy, thì đây chúng ta sẽ tô cho nó màu màu vàng này. Được chưa? Còn nữa không? Hết rồi đúng không? Rồi, số mà lớn hơn 500 thì chúng ta sẽ tô màu xanh lá cây. Đấy, thì các em sẽ chọn cái màu xanh lá cây. Đây, chọn cái màu xanh lá cây này đi cho nó dịu mát đúng không? Thì tất cả những quả bóng còn lại mình sẽ tô cho nó màu này thôi. Đấy. Như vậy còn quả bóng còn lại thì nó sẽ là màu xanh lá lá cây. Được chưa? Một quả bóng. Rồi, tương tự như vậy. Thầy sẽ có quả bóng thứ hai. Hai quả bóng xong. Ba quả bóng. Rồi, và đây một quả bóng nữa là bốn quả bóng này.
Đấy, như vậy mình đã được một cái chùm bóng rất là đẹp đúng không? Màu này thầy tô hơi xấu, nhưng mà kem tô chắc sẽ đẹp hơn thầy. Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong bài số gì? Số 3. Sang bài số 4. Mỗi con vật thể hiện một chữ số. Đấy, thì yêu cầu này, viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm. Rồi, vậy thì trước hết mình sẽ xem những cái con vật này nó sẽ thể hiện như thế nào. Ở đây câu A này, cái con vật này này, nhìn đây phép tính gì, cộng này. Vậy thì mấy này cộng với 2 thì bằng 9 các em. Mấy cộng 2 bằng 9. A như vậy mình sẽ biết được là 7. Vậy thì con này là con bọ cánh cứng này. Thì ở đây phải là số gì? Số 7 này. Vậy con vật này sẽ là số 7 này. Được chưa? Rồi đến hàng ngang tiếp theo này, ở hàng chục này. 3 cộng với mấy thì bằng 7. À như vậy các em sẽ biết được 3 cộng gì? 4. Vậy thì con này con gì? Con ong sẽ là số 4 nè. Anh ta hiểu cách làm chưa? Rồi, tương tự nè. Vậy thì đây sẽ là gì? Con ong đây là mấy rồi? Là 4 nè. Vậy thì 4 cộng với mấy thì bằng 9. Đúng không? Các em thay con ong đây bằng 4 này. Vậy thì 4 cộng mấy? À như vậy chúng ta sẽ biết là 4 cộng gì? Cộng 5. Vậy thì chú bướm này sẽ là số 5. Được chưa? Đấy, cách làm bài này vậy nha. Rồi, tương tự nè. 5 cộng với mấy thì bằng 7. Đó. Như vậy thì chú chim sẻ này sẽ là số gì? Số 2. 1 cộng với mấy thì bằng 4. Chú ếch con. À như vậy thì 1 cộng 3 thì chú ếch này sẽ bằng 3. Được chưa? Rồi ở đây có chú ếch này. Chú ếch mình vừa tìm được bằng mấy? 3. 3 cộng với mấy thì bằng 9. À như vậy 3 cộng gì? Cộng 6. Vậy thì em chuột này sẽ là số 6. Được chưa? Đấy, rất là đơn giản đúng không? Mình nhìn có vẻ đầu tiên rất là rối mắt, nhưng mà gì? Thầy hướng dẫn thì chắc các bạn đã nắm được nhá. Bài số 5, ta hỏi điền cái số nào. Như vậy đây chúng ta thấy này, có các cái địa điểm này, công viên này, nhà của bạn An này, và đây là trường học này. Có khoảng cách này, từ nhà bạn An đến công viên là 420m này, từ công viên mà đến trường học này là 75m này. Ta hỏi quãng đường từ nhà An đến trường và đi qua công viên. Hãy nhớ phải đi qua đây nha, quãng đường đi như này này các em. Đấy, chứ không được đi cái quãng đường này. Thế cho nên nếu đi quãng đường này tức là gì? Nó không đi qua công viên này. Ấy mà thì yêu cầu đây là phải đi qua gì? Công viên nhá. Được chưa? Vậy thì dài bao nhiêu? Các em chỉ cần lấy gì? 420 cộng 70 75. Ta nháp thôi. 4 nè, 2 nè, 0 nè, cộng với 70 75. 0 cộng 5 thì bằng 5. 2 cộng 7 là 9. Và 4 thì hạ 4. Như vậy bằng bao nhiêu? 495. Đấy, các em điền đây thôi. 495 mét. Được chưa? Ổn không? Rất là ổn đúng không nào? Rồi, như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành được cái bài này. Và các em nhớ là đừng quên chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhé.